Mình chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Đó thì có khá là nhiều bạn kêu mình đi bắt bò ngựa các bạn. Đó thì bắt dế nữa bạn, nhưng mà chỗ mình thì hiện tại thì mình hết mùa dế rồi. Mưa cũng khá nhiều, cái mấy cái miếng nước trống nó cũng ngập nước nhiều quá bạn, cũng không có dế. Đó thì hôm nay mình cũng mưa vừa mưa hết thì mình quyết định mình đi bắt bò ngựa ha, mình dắt nhóc con mình với thằng cháu. Đó đi đi tìm chỗ mấy cái khu mà bữa mình hay đi bắt bò ngựa nè, tới mấy cái cây mà có con bò ngựa đó thì mình bắt ha. Đó. Mấy bò ngựa nhà mình thì bữa thì nó lột xác không thành công thì cũng khá là ổn ha, cũng khá là tiếc ha. Nhưng mà thì bữa nay mình quyết định mình đi tìm mấy bò ngựa non và mình nuôi tiếp nha. Đó thì trong quá trình mình đi thì có bắt được bò ngựa thì mình sẽ quay lại ha. Mình hay bằng hai mấy thằng cháu mình hay con mình có bắt được đó, thì mình sẽ quay lại cho bạn xem ha. Đó thì bây giờ mình sẽ đi vô chỗ mấy cái cây mà thường thường mình hay bắt bò ngựa bạn. Đó thì mình sẽ đến đó mình tìm cái có bò ngựa mình bắt ha. Đó bây giờ mình đi nha bạn. Đây mình mới tìm được một cây nha bạn ha. Đó, nhưng mà mình sẽ đi tìm coi có cái con bò ngựa không nha. Đó thì từ mấy cái con bò ngựa nó hay ở trên mấy cái cây này nè. Đó thì mình sẽ tìm vòng vòng ở đây nha. Trời cũng đang mới vừa mưa hết, trời thì cũng còn ẩm u nha bạn ha. Đó mình sẽ đi tìm vòng vòng ở đây coi có không. Mấy cây này bữa mình bắt bò ngựa nhiều lắm, nhưng mà có cây có cây không nha bạn ha. Có cây có cây không. Có quần kia ở dưới kia nó có quyền cái ao, mình không đi xuống dưới đó được bạn ơi. Tạm thời mình tìm trên này đi, ở trên đọt nè, sẽ nhìn mình sẽ tổ mấy nhóc đi vòng vòng mà mấy nhóc đi qua bên kia nó tìm cái nào có nó sẽ kêu mình đó bạn. Rồi, ở đây như không có bạn ơi, cây này nó ít lá quá, nó bị sâu nhiều quá bạn. Đây nè, có mấy con bò xít nhưng mà ít, thì cây nào có bò xít nhiều thường thường có bò ngựa hay ở lắm bạn, nó bắt bò xít nó ăn đó bạn. Rồi cây này như không có bạn ơi, mình thấy mình nhìn thì không có con bò ngựa nào, tại lá ít quá. Thôi mình sẽ di chuyển qua cái cây khác nha. Mình sẽ đi tìm cái cây khác có bò ngựa thì mình bắt mình quay lại cho bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, thì mình với mấy nhóc cũng đã đi đến cái cây này cũng khá là to nè, có lá nhiều đó bạn, rậm hơn cái cây hồi nãy ha. Đó thì mình với mấy nhóc sẽ đang tìm đây. Đó mình chia ra mấy nhóc nó tìm vòng 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 bên kia, mình sẽ tìm vòng vòng ở đây. Đó, khi nào có thì kêu ba ha, bên với tên. Có con nào thì kêu ba với lại bắt nha. Đó thì mình sẽ đi tìm vòng vòng coi có hay không. Đó đi vòng vòng mấy cái cây này. À đây đây đây, có một con các bạn ơi, mình thấy một con rồi. Đây nè, đó ngay đây có một con nè bạn, để mình lấy nét cho bạn xem cái nha. Rồi đây các bạn, đó mình mới vừa lấy nét cái nó leo lên trên đây nè bạn, nó leo lên đây nè bạn thấy không, ngay chỗ cái nhánh cây nè, ngay đây nè con bò ngựa bạn thấy không, đang di chuyển chậm chậm đây các bạn thấy không. Đó con này nhỏ nha, không to nha bạn ha, cũng ok. Đó mình bắt nó luôn nha bạn, bắt bò ngựa thì để cái hộ cái hũ nè. Y rồi, nó chạy rồi, nó chạy bên kia rồi. Con này khá là lanh các bạn ơi. Đâu rồi? À đây đây, nó lên trên đây rồi. Lên đây rồi, lên đây nè. Mới đây có một con ơi. Con hả? Khoan từ từ để bắt con này cái đã. Nhóc mình nó thấy một con, nhóc thấy mình một con. Đây mình bắt rồi nha các bạn ha. Đây mình lấy cái nắp mình đậy lại cái. Đây nè, con bò ngựa đi nè. Để mà đậy cái nắp mà đậy lại cái. Ê ê ê, nó chui ra, nó chạy ra, chạy ra. Đây, một con nha các bạn ha. Chỗ này hơi cái ánh sáng đâu. Nè, con cầm con này coi ba đi. À đây nhóc mình thấy một con. Ồ con này nó cũng no nè bạn, con này nó ăn no rồi nè. Các bạn. Đây nè. Đi lấy cái hũ trong cái bịch cái lấy cái mấy cái hũ tên. Đây nè. Đây nè. Các bạn thấy cái con này không, nó dưới khuất dưới cái lá nè. Đâu rồi ta? Chỗ này khó lấy không ta? Đó các bạn thấy không? Đây nè, nhóc con bên thì đang tìm mình kia. Đó. Đây nè bạn, đây nè con bò ngựa nè. Đưa ba cái hũ tên. Đưa hũ cho ba. Đây nè các bạn. Đó, cái con này bạn mày thấy bụng nó khá là no nè. Đây đưa hũ cho ba. Qua bên con có một con nữa. Cái gì? Bên thằng nhóc bên nó có tìm được một con bạn ơi. Nó sắp bay rồi. Gì nó sắp chạy hả? Con cố gì nó đi đút con này vô. Ấy. Đây. Đây. Thôi giữ đi tin. Giữ đi rồi bay qua bên châu bên. Lại rồi. Thôi mình bắt được con kia thằng bên. Đâu bên? Mình đưa nhóc mình giữ cái hũ đó rồi. Đâu con đi qua kêu thằng tiên nó đi lấy hũ khác cho chỗ. Đây một con nữa. Ô, quá đã luôn bạn ơi, con này như nó cùng bậy sao nó cực cỡ nhau bạn. Đây nè. Hả? Máy bay nó bay ngang hơi ổn bạn ơi, mình đang đứng gần máy bay luôn, nó bay khá là ồn nha. Bạn thông cảm mình nha. Wow, con này cũng khá đẹp nè, con pin nó thấy khá đẹp luôn nè bạn. Bạn thấy cái chân nó không nè. Đó, chân nó đỏ đỏ nè. Đó, có mấy cái sọc đỏ đẹp kia chưa? Đó, nó đang múa. Đó, con này đẹp nè nha bạn ha, con này đẹp nè. À, tên có hũ chưa tên? Đây cho mình kêu nhóc mình nó lấy cái hũ lại. Đây, kiếm cái hũ đi. Đây, đưa hũ vô. Đây, cái hũ đây nha bạn. Rồi, đây đang di chuyển, mình phải chặn đầu nó bạn. Ok.
chụp liền. Đó, bắt bò ngựa khá là dễ bạn. Để ngay cái hũ cái mình chụp cái là dính nó liền à. Đó. Đưa cho ba cái út cái nắp bia pin. Đây đây, đưa con dục xuống đi út một tay út vịn rồi. Để nó chạy ra. Đó, lẹ làm lẹ để nó chạy ra bạn. Đó. Này nè bạn, con pin nó mới chỉ mình nè. Đó, được ba con nha. Chút xíu đi mình sẽ quay lại kết quả bữa nay bắt cho bạn xem. Qua wow, một cái cây mà được ba con luôn. Còn nữa không, mấy đứa không đi tìm nữa. Nó đi lại nó coi mấy con bò ngựa trong bịch rồi. Để mình đi tìm vòng vòng nữa coi. Có nữa hay không? Chỗ nãy bò pin nó thấy bên đây, thằng pin thì thấy thằng con mình nó thấy bên kia, mình bắt con nó bên đây. Còn nữa không? Đi tìm vòng coi. Nhiều khi con nữa đó. Có nhiều cây mình bắt được 4 5 con luôn bạn. Con này cái mũi này thì bắt nãy thì được 3 con. Mày nhóc đi lại chẳng nó coi cái mấy cái con bò ngựa trong bịch này, nó hủ à. Thằng pin thì nó thường mình hay đi dắt đi bắt dế bạn. Đó, còn pin mình thì mình hay dắt đi bò ngựa, bắt bò ngựa rồi. Có con pin thì lâu nó mình mới dắt đi. Nè bên cầm pin. Dạ. Đây đưa cho thằng pin nó cầm cái hũ nè bạn, đây là bò ngựa nè. Đó, đây thằng pin nó cầm. Cất vô bịch đi. Chút xíu mình quay lại kết quả bữa nay cho bạn xem nó bắt được bao nhiêu con. Đó, nãy chỗ này thì thằng pin nó bắt được nè bạn. Nhờ thằng pin nó chỉ mình nè. Còn mình bắt bên đây. Hết hả? Ờ, buổi chắc buổi này có 3 con thôi bạn ơi. 3 con. Cũng lời. Cũng được. Con bữa cái buổi kia mình bắt được 4 5 con luôn bạn. 4 5 con luôn á, chung một bầy bạn. Đó thì hiện tại cái cây này chỗ này người ta chặt đi cũng khá là nhiều bạn, nên trước mình vô đây khá là nhiều cây này luôn nè. Giờ người ta chặt nhiều lắm tại đất người ta bán nên là người ta cất nhà xây dựng đó bạn. Đó. Nên không có mấy cây này nhiều. Đó, thôi bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái cây khác ha. Có thì mình quay tiếp cho bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, thì mình cũng mới vừa tìm được một cái cây nữa ha. Đó, cây ở khu này thì mấy bữa nay thì sao người ta chặt nhiều ha. Nãy mình đi vòng mình mới tìm thấy được nữa thêm cây nữa nè. Đó, thì mình sẽ tìm với chỗ cây này nha. Đó, cái nhóc thì nó chia ra vòng đi tìm mấy cái cây này rồi. Mình đang ở đây với một pin. Đó, mình sẽ tìm vô chỗ mấy cái cây này có không nha. Con nữa. Đâu đâu. Đâu? À đây. Ồ nó nằm trên cái đọt bông luôn bạn. Đây nè. Một con bò ngựa nha. Đó, nên lớn hơn con hồi nãy mình bắt chút xíu nha bạn ha. Lớn hơn cái con hồi nãy mình bắt chút xíu. Đây nè. Đó đây nè các bạn. Đẹp không? Đó đây mình để nét cho bạn xem, nó hơi mờ xíu thôi. Đây các bạn, con này thì nó lớn hơn con mấy con hồi nãy chút xíu ha. Cái màu thì nó xanh hơn. Đây nè. Đó, khá là đẹp luôn đó bạn. Đây, bò ngựa nè. Đó, bò ngựa non khá là đẹp luôn nha. Đó. Tiên ơi lấy cho ba cái hũ của tiên. Lấy hũ trên xe trong cái bịch á, còn mấy hũ trống á, này mình lấy hũ cũng khá là nhiều. Lấy như mình lấy được 10 hũ đi theo bạn. Đó, đây. Chờ nhóc mình nó tới lấy cái hũ mình bắt nha bạn ha. Bò ngựa này khá là dễ bắt luôn đó. Nó không phải gì dễ. Mình dạch ra, mình chỉ cần để ngay chỗ nó chỗ cái nó rồi. Đó. Chụp nó cái. Đó. Đâu rồi? Đây đây. Ở trong hũ nè bạn, đây nè. Không biết bạn thấy không, nó hơi mờ xíu. Đó đây nè bạn. Đó còn bò ngựa nha. Để mình để xuống đất, mình lấy nắp này lại. Hả? À. Đây, con bò ngựa. Con này được con thứ tư nha bạn ha. Được 4 con rồi. Đó. Con này nó bự hơn con mấy con hồi nãy ha. Đó thì mình đi tìm chỗ cái bụi này coi còn nữa hay không nha. Mấy nhóc nãy nó thấy bên kia có cá ké nó đi qua bên kia rồi. Để mình lấy nét cho bạn xem cái. Đây. Cái bộ này thì ống to lắm nha các bạn ha. Bộ này ống to bằng hồi nãy ha. Nó không có cao bằng hồi nãy, nó hơi thấp mà. Nhưng mà cũng có bò ngựa cho mình bắt. Đó, được một con. Để mình đi tìm tiếp nữa coi có nữa không nha. Đó, có bông nè, có bò chít nè bạn thấy không. Bò chít, mấy bò chít nhỏ nhỏ rồi, mấy con bò ngựa nó hay bắt lắm. Bắt nó ăn các bạn. Để nó lớn, có con nhỏ để bắt mấy con nhỏ nó ăn ha. Nhưng mà mấy con lớn thì nó bắt mấy con lớn nó ăn. Đó. Nãy thì mình ngồi ở đây tiền pin nó kêu mình lại kia bắt. Đó. Sẽ có một con ta, bụi này có một con à. Bụi nãy có nhiều, mấy nhóc nó không chịu đi tìm phụ mình, nó đi nó thấy bên kia có cá ké nó đi theo, nó đi tìm cá ké các bạn. Bên nó khoái nuôi cá ké lắm mà. Nó đi lại kia nó dập nó tìm mấy con cá ké nó bắt rồi. Nãy thấy con cá ké hai ngày nó đang dí. Đó thì mình chủ yếu mình ở đây mình đi bắt bò ngựa và mình nuôi ha. Tại có mấy bạn kia mình làm video bắt bò ngựa. Wow, hết rồi ta. Trong kia thì cỏ rậm mình không dám vô bạn. Thì mới mưa thì thường có mấy con rắn các bạn. Đó. Thôi mình đi tìm cái cây khác nha. Cây này như hết rồi. Khi nào có thì mình quay tiếp cho bạn xem nha. Rồi các bạn ơi,
Đó thì nãy mình trong khi mình bắt cái con bò ngựa thì hai nhóc nó đi bắt con cá ké, các bạn bắt được con cá ké khá đẹp luôn đó bạn. Nè, mày tin bắt được hả tin? Dạ, con với pin bắt. Hai đằng nó dí con bò ké nó bắt các bạn. Cái màu khá đẹp luôn, là bông bông khá đẹp luôn bạn, nhưng mà nhỏ nè. Cái này là dễ thuần lắm bạn. Con này bằng ngón tay út mình, là nhỏ hơn ngón tay út luôn đó bạn. Đây nè. Đó, con này cỡ này là dễ, rất là dễ thuần luôn nè. Đó. Hai nó đi vòng vòng nó đi tìm nữa, nó chơi nữa các bạn. Đây nè. Đó, khá đẹp luôn bạn, màu đẹp kia chưa? Đó. Nó bay, nó bay ngang hơi ổn xíu nha bạn ha. Mình đang ngồi dưới cái làn máy bay, nó bay luôn. Wow, máy bay ồn quá trời. Đó, đẹp thấy chưa bạn ha. Con này giờ mình sẽ thuần, mình nuôi nó nha bạn ha. Cỡ này là dễ thuần lắm, cứ dễ thuần luôn nè. Nó xíu à, đẹp thấy chưa. Màu nó bông 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 bông, đẹp thấy chưa. Đó, với lại nãy mà trong khi mình bắt bọn ngựa thì mẹ thằng Bin nó có điện ha. Kêu dắt Bin về bạn ơi, để chiều rồi. Đây nè. Đó thì mình sẽ quay lại kết quả bữa nay mình cho bạn xem nha, mấy con bọ ngựa nha với con gắt ké. Để mình lấy nét cái hơi mờ xíu. Đây, bữa nay là mình bắt được đây một bọ ngựa nha, hai con bọ ngựa, ba con bọ ngựa và con thứ tư, bốn con bọ ngựa nha và một con gắt ké của thằng tên con mình, nó bắt được khá là đẹp luôn, cái màu khá là đẹp luôn đó bạn. Đây nè. Đó. Kết quả bữa nay cũng không tệ ha bạn ha. Đó thì mình cũng còn đi bắt nữa, nhưng mà trời cũng nãy giờ mới mưa, nhưng mà giờ ổng cũng trời bắt đầu chuẩn bị mưa nữa, sao nó râm râm mà. Với lại mẹ Bin kêu chở Bin về để cho nó ăn cơm, nó đi đâu bạn, nó chở nó đi đâu á đó, thì mình chở Bin về nha, để hôm nào thì mình bắt tiếp nữa thì mình quay cho bạn xem ha. Với lại bạn nào thích gì cái con bò ngựa này, cái con cắt ké này thì bạn comment cho mình biết nha, thì bữa nào mình sẽ quay cho con cắt ké này mình thuần cho bạn xem nha. Đó, khá đẹp luôn. Đó, rồi bạn ơi, thì kết quả bữa nay thì nhìn tên mình nó bắt được con cá ké khá là đẹp luôn, nhỏ xíu à, dễ, rất là dễ thuần ha. Rồi mà trong quá trình mình bắt được bốn bò ngựa. Ê rồi, rớt Bin. Đỏ nó Bin. Cầm lên. Trời ơi. Sao? Đó, thì cho mình cũng đi muốn đi bắt nữa bạn, nhưng mà mẹ ăn Bin điện kêu chở con Bin về thì nó đi chơi, mẹ nó chở đi siêu thị rồi chơi bạn. Đó thì mình sẽ chở con Bin về, với lại trời cũng đang chuyển mưa râm râm. Đó thì thôi mà bây giờ mình đi về mình nuôi mấy con bò ngựa ha. Thì bạn nào thích gì cái con cá ké này thì các bạn cứ comment cho mình biết ha. Đó thì mình về mình thuần nó thì mình sẽ nuôi lại cho các bạn xem. Hồi nãy quá trình mình bắt thì mình không quay được, tại mấy mình đang bắt bò ngựa bên kia thì mấy nhóc nó bắt, mẹ nó dí để bắt. À thì bò ngựa khá dễ thương, ủa con cá ké khá dễ thương luôn bạn. Đó. Đây, bốn con bò ngựa, một con cá ké khá đẹp luôn ha. Đó thôi bây giờ mình đi về để thằng Bin nó đi chơi nha các bạn ha. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video này thấy hay các bạn cho mình một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn.